Thưa quý vị, thưa các bạn, trong quá trình hình thành và phát triển, lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí đã và đang khẳng định được vị thế tiên phong chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN trong việc góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Do tầm quan trọng của lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí trong chiến lược phát triển của PVN nói riêng và của đất nước nói chung, việc tập trung đầu tư cho lĩnh vực này luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu. PVN luôn sẵn sàng về nguồn lực và tiềm lực để thực hiện các kế hoạch thăm dò khai thác mang tính đột phá và quyết liệt, tăng cường các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, qua đó tạo ra các nguồn thu mới cho đất nước. Trong bối cảnh ngành dầu khí gặp nhiều khó khăn từ khủng hoảng kép, vì vậy, những thành quả đạt được của Biển Đông BOC đã trở thành điểm sáng trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, có đóng góp quan trọng vào thành công chung của PVN. Trước những khó khăn, thách thức với một môi trường văn hóa về sản xuất kinh doanh bền vững, chúng tôi vẫn đảm bảo nguyên tắc sản xuất kinh doanh tuyệt đối an toàn, liên tục, hiệu quả. Biển Đông BOC đã đạt được 3.591 ngày vận hành tuyệt đối an toàn và liên tục. Đây là một con số vô cùng ấn tượng. Tập thể các thế hệ người lao động Biển Đông BC đã không ngừng nỗ lực trong suốt gần 10 năm qua. Mặc dù có những lúc thời điểm mà trên công trường chúng tôi đã có đến hơn 5.000 lao động tham gia của 36 công ty khác nhau. Theo số liệu thống kê, Biển Đông POC đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022. Sản lượng khai thác khí đạt 108% kế hoạch. Sản lượng khai thác condensate đạt 126% kế hoạch. Tính đến 30 tháng 6 năm 2022, tổng doanh thu lũy kế của Biển Đông POC đạt 4,29 tỷ đô la Mỹ, trên tổng vốn đầu tư và chi phí vận hành là 3,64 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, vào ngày 15 tháng 3 năm 2022 vừa qua, Biển Đông POC đã chạm mốc 25 triệu thùng condensate kể từ khi bắt đầu khai thác. Trong thời gian qua, doanh nghiệp cũng đã và đang tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo AI vào công tác quản trị, điều hành và khai thác. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải khẳng định đây là một nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn, luôn được Đảng và Chính phủ nhấn mạnh đối với ngành dầu khí. Nhận thức được điều đó, trong thời gian qua, doanh nghiệp đã khuyến khích đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, áp dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại nhiều lợi ích cho dự án. Đặc biệt vừa qua, cụm công trình nghiên cứu phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam của Biển Đông POC đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Cụm công trình này đã phát triển hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật về xây dựng và khai thác mỏ dầu khí nghiên cứu, phát triển công nghệ khoan và giếng khoan tại các khu vực có điều kiện đặc biệt phức tạp. Trong quá trình thực hiện dự án, thì chúng tôi đã gặp phải rất nhiều khó khăn thách thức, các sự cố trong quá trình triển khai chiến dịch khoan như là mất dung dịch khoan, kẹt tròng khoan do nhiệt độ cao, áp suất cao, các cái sự cố kỹ thuật trong quá trình lắp đặt và chạy thử. Vượt lên tất cả khó khăn thách thức đó, với cái nỗ lực không ngừng nghỉ, với cái quyết tâm và nhiệt huyết của tập thể người lao động Biển Đông POC và kết hợp với sự chỉ đạo của sát sao của các cơ quan chính phủ cũng như là của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thì chúng tôi đã đưa dự án Biển Đông 1 tới thành công rực rỡ. Được biết, để có những thành công trong lĩnh vực quan trọng này, thời gian qua các đơn vị trong ngành dầu khí đã luôn chú trọng kỷ luật lao động, văn hóa an toàn liên tục được tăng cường, triển khai xuyên suốt và toàn diện từ nội bộ đến các nhà thầu dịch vụ dầu khí. Trong thời gian tới, với cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại tiên tiến, sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác trong tương lai, đội ngũ cán bộ quản lý và các chuyên gia kỹ thuật giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đảm nhận thêm các nhiệm vụ mới. Để phát triển một cách bền vững, lâu dài, thì hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh việc update lại FDB, để từ đó chúng tôi sẽ định hướng khoan đan dày ở hai mỏ Hải Thạch, Mộc Tinh. Và đặc biệt là chúng tôi trong lô 052-053, chúng tôi còn có 12 cái cấu tạo, 12 cái mỏ nhỏ với trữ lượng là 3 tỷ 768 triệu thùng, đó là gấp 4 lần hai Hải Thạch, Mộc Tinh bây giờ. Và nếu khoan thăm dò thành công, tôi tin tưởng là cái sự phát triển của Biển Đông BC sẽ kéo dài.
Có thể khẳng định rằng lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí đã, đang và trong tương lai sẽ vẫn là lĩnh vực cốt lõi của PVN, được triển khai rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước khác trên thế giới. Nhờ các hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí hiệu quả, Việt Nam từ một quốc gia hoàn toàn không có công nghiệp dầu khí đã trở thành nước đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 28 trên thế giới, có khả năng làm chủ được tất cả các công nghệ tiên tiến nhất.